Hôm nay Nga sẽ cho các anh chị xem sự khác nhau của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ hay đường hoa Nguyễn Huệ có hai bộ mặt khác biệt trước và sau Tết, từ ngày 28 Tết cho đến ngày mùng 4 Tết. Đây là những hình ảnh của những ngày trước mùng 4 Tết. Và hiện tại bây giờ là thời điểm của tối mùng 6 Tết, đường xá trở nên vắng vẻ hơn ở khu vực phố đi bộ. Hiện tại Nga đang ở khu vực của đường hoa Nguyễn Huệ tối mùng 6 Tết. Và quang cảnh của hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ thì người ta đã dẹp và trở thành là phố đi bộ Nguyễn Huệ như bình thường mọi khi. Và bây giờ Nga sẽ cho các anh chị xem qua quang cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ, và bây giờ gọi là phố đi bộ Nguyễn Huệ đi, vào buổi tối mùng 6 Tết mình sẽ thấy được hình ảnh của cứ mỗi buổi tối là hầu như khi mà trời mát thì mọi người dân, ngay cả những du khách nước ngoài á, họ cũng hay đi ra đường hoa Nguyễn Huệ. Thôi bây giờ Nga tạm gọi lại là đường Nguyễn Huệ để mà người ta vui chơi, có du khách người ta đi và người ta tham quan những cái hình ảnh như là vẽ tranh. Và mọi người cũng thấy đấy, khung cảnh ở đây đỡ nhộn nhịp hơn so với vào những ngày trong Tết. Và bây giờ là những ngày chọn của Tết, nhưng mà theo người Việt mình á, hễ mà mình còn có mùng là mình còn có Tết. Và hồi nãy thì khi mà Nga đến đây á, những người ta bán hàng rong còn, nhưng mà sau khi có công an đi ngang qua thì những cái quán hàng rong ở khu vực trong đường hoa hầu như là mọi người đã di chuyển hết, và cảnh tượng chạy rất là hỗn loạn. Bây giờ mình sẽ tiến đến cái khu vực của Ủy ban Nhân dân thành phố. Mọi người, quang cảnh bây giờ không còn như là hôm bữa trước, cách đây mấy ngày, và hiện giờ thì nó vắng vẻ hơn, không còn hình ảnh gì hết. Nhưng mà ngọn cái là trong đường hoa thì người ta không cho chạy xe, mà một số người vẫn chạy xe, tại vì có bảo vệ. Người ta cũng đi tuần ở đường phố đi bộ Nguyễn Huệ vào những ngày này. Các anh chị thấy đấy, người dân xung quanh họ đi dạo, họ cũng đổ xô ra đường hoa để mà tản bộ. Họ cũng đi dạo và đổ xô ra khu vực phố đi bộ. Những du khách họ đi, họ tham quan và tản bộ đến cái chỗ Ủy ban Nhân dân thành phố để mà chụp hình. Phố đi bộ bây giờ không có đông vì ngày mai là ngày đã đi làm hết trơn, nên mọi người hầu như là người ta đang tụ họp ở nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mai, một buổi đi làm mới của mở đầu một năm mới. Thì vào ngày đầu tiên của ngày đi làm á, thông thường á là sáng sớm thì mọi người đi làm vô trong cơ quan đều có nhận tiền lì xì của cơ quan tặng cho mình. Ngày mai phố xá ở Sài Gòn sẽ không còn như những ngày trước là im ắng nữa, mà trở nên nhộn nhịp đông đúc như mọi khi. Đây, cảnh quan của Ủy ban Nhân dân thành phố, khách sạn Rex, và lượng người đi không còn như hôm kỳ trước. Kỳ trước thì khi mà trong cái ngày, những ngày Tết và những ngày trước Tết á, thì
thì khi mà Nga đi quay giờ này thì mọi người rất là đông đúc và chen chúc nhau để mà đi, để mà chụp hình. Giờ thì mọi cảnh không còn gì hết, mà chỉ còn là một quảng trường, nơi mà như khu này khi mà buổi tối thì có nhạc nước. Nhưng mà giờ trễ quá rồi thì nhạc nước cũng không còn. Đường xá như thế này, chỉ còn du khách và một số bạn trẻ thì người ta ra đây để mà hóng mát, vui chơi. Mà đi trên phố đi bộ này mình thấy nó cũng an toàn. Ở phía trong phố đi bộ là an toàn, mình có thể quay phim và chụp hình thì không sợ gì hết, vì chung quanh có bảo vệ. Họ cũng khá đông nên những cái mà giật dọc mà xảy ra thì cũng hạn chế. Khu vực này là những du khách rất là thích. Họ đến đây thường thường là họ sẽ quay phim và chụp hình. Trước mặt mọi người đây là khách sạn Rex. Và hôm nay thì trong khách sạn Rex thì người ta đang có một cái buổi nhạc. Giống như acoustic gì ạ? Acoustic diễn ra phía trong. Những anh đằng kia là người ta đứng bảo vệ. Và cũng một nhóm các bạn, đa số giờ này là người nước ngoài, người ta trong khách sạn đi ra và họ đi tham quan đường xá Sài Gòn vào giờ này. Tòa nhà Pitexco. Sài Gòn về đêm hôm nay không còn như những ngày trước. Những ngày trước thì rất nhộn nhịp làm sao, còn bây giờ thì tương đối là yên tĩnh. Đường Nguyễn Huệ được trả lại sự thanh bình, vắng vẻ. Bạn trẻ thì đa số người ta dựng xe hai bên đường để mà hóng mát thôi. Nhưng ở đây không có cho đậu xe. Wow.
country you can support continuing my trip. Oh, mấy bạn trẻ này là người Russia và các bạn này đang muốn có mấy bạn này là người Russia, người Nga và đi tham quan ở nhiều nước trong một năm và đã tham quan được 20 quốc gia và support. À, mà bán những cái tấm hình này để mà tiếp tục đi travel. Em giúp mấy bạn này hả? Dạ. Em cùng group với mấy bạn này hả? Dạ không, em là khách mua đồ. Ờ, khách mua đồ. Ủa, họ bán về cái gì vậy em? Không, không, chị thấy chị hiểu nhưng mà bán cái gì về cái, à, những cái bức hình đó. Ồ. Không visa. À, tại họ Russia, họ cái visa của họ ok hơn mình. Ồ. Có nghĩa là các bạn này đang rẽ vẽ hình của em á hả? Dạ không cô. Mỗi địa điểm là một nơi, cô mỗi hình là một địa điểm đó. À mỗi rồi. Mỗi địa điểm là gì đó, mấy chị đó đang ghi lại cái địa điểm đó. Giờ là sao để biết là đang đang ở đâu á. À à. Cũng bơ vờ rồi. À, chào mọi người, khi mà hồi nãy nghe có quay cho anh chị xem, mọi người xem quang cảnh của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bây giờ là mùng 6 Tết và khi Nga đi thì Nga mua được vài tấm hình mà do các cô bé hồi nãy đi phượt ở các địa điểm, các nước, ở 20 quốc gia họ chụp và họ ghi lại những bức hình mà họ sẽ kiếm tiền bằng cách là bán những cái bức hình đấy để mà tiếp tục hành trình đi khám phá. Và trên phố đi bộ hiện giờ thì cũng có nhiều người họ cũng đi và họ vẫn buôn bán những cái thức ăn đường phố cũng được bán ở phố đi bộ. Nhưng mà cái này là một cái điều cấm của chính quyền, nhưng vì mưu sinh nên mọi người dân, những người mà người ta có hoàn cảnh khó khăn, người ta vẫn tiếp tục buôn bán. Thì nghe thấy là cái đó cũng tùy thôi. Đường xá bây giờ vắng vẻ, mà quan trọng nhất là khi mà anh buôn bán thì anh phải dọn dẹp sao cho cái chỗ mình bán nó sạch sẽ, trả lại cái vị trí ban đầu tình trạng khi mà mình đến. Hồi nãy có công an đi qua hoặc là những người bảo vệ đi qua thì phố trở nên vắng, nhưng mà khi mà công an họ đi qua rồi, khu vực này rồi thì khu phố trở nên buôn bán trở ngược lại. Thật là hai cảnh trạng trước và sau hoàn toàn khác nhau hẳn. Cách đây vài ngày và sau đây vài ngày. Giờ phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ còn đúng là những du khách họ ở gần khu vực này, ở trong các khách sạn, các building, những cái nhà nghỉ mà khách sạn mà dạng những gần khu hiêu Bùi Viện họ đi ra đây, hoặc là những cái khách sạn gần đây họ đi xuống phố để mà dạo chơi cho mát mẻ và ngắm cảnh đường xá Sài Gòn sau những ngày mà Tết và bây giờ. Wow.
Đúng thật sự, phố đi bộ Nguyễn Huệ khoác trên mình trên hai bộ mặt khác nhau. Một là đường hoa Nguyễn Huệ và hai là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vào những ngày đường hoa Nguyễn Huệ thật là đông đúc, nhưng đến khi giai đoạn cây đường hoa đã dẹp đi và để lại cái phố đi bộ vắng vẻ hơn. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Các anh chị có thể đăng ký để xem tiếp tục những phim kế tiếp ở Sài Gòn vào những ngày đầu năm mới như thế nào. Chào tạm biệt các anh chị.